nghe như bay. Anh có thể kể em nghe ngàn câu chuyện dù trên trời hay dưới đất. Đang coi hay. Đang đến miếng thành phố này nên thơ. Yêu vào rồi khi thở cũng như mơ. Không phải Spider Girl nhưng làm cho bao ánh mắt là bạn chính rồi. Cho anh chào chút chứ. Cốc latte thôi. Cho anh chào chút chứ. Ở đây chờ khi tất cả việc xong xuôi, vì mỗi khi em buồn thì tình yêu sẽ lại tới. Khi một ánh mắt khiến em chìm vào cơn say, với môi cười sáng trong cho lòng bừng nắng. Đêm về gác tay nằm thao và thức. Anh nên hay không nên hay nên lo sợ. Hello tất cả mọi người, anh cho chị đón anh cho chị Tiffany. Hello Mì Hai Du. What's up? Come on, me. Xin lỗi hả? Hôm nay chi nào? Chụp hình mọi người, chụp hình. Không cần mang giày cao gót, không cần thân son cầu kỳ. Mà khiến anh nằm mơ em đêm ngày bên cạnh em bình yên quá. Cả nhà ơi, anh đang xem live bấm nhấp màn hình 3 cái giúp em nha mọi người ơi. Dịu dàng. Bấm nhấp màn hình 3 cái giúp em nha mọi người, bấm 10 cái, 20 cái, 30 cái cũng được ạ. À. Em của riêng anh cả đời, đợi chờ anh đã lâu biết không em muốn bên người. Hello tất cả mọi người. Một người như thế, môi cười xinh như hoa đang yêu thầm thà, cứ em bình thường nhau qua bao nắng mưa. Chị xin mời lá hạ xin quá. Ừ. Cảm ơn Hậu Cung, cảm ơn gia đình nhà mình ạ. À. Mới lại, mới lại. Cảm ơn tất cả mọi người. Anh mang tâm tình gửi cho mẹ và từng lời ca. Ngựa ngùng nên khỏi ra cô gái của anh em hiểu mà. Người anh em là niềm vui. Anh em bỏ qua chuyện không vui ạ. À. Dạ. Thôi để coi chục cái. Đang đi lụm xu chị ơi. Cảm ơn Chuông, cảm ơn Văn Cúc, cảm ơn Vigo, cảm ơn tất cả mọi người ăn như vô này dạ. Điên rồi hai đứa nhìn nhau cười ca. Anh xin thề là anh đang nghiêm túc nỗ lực vì em cả đời cố gắng mà không chịu khuất phục sẽ luôn là. Đi báo hời, cảm ơn Gilak à, cảm ơn Shomani. Miễn là hai đứa đi cùng nhau em. Chính kia trời, hôm nay tôi ăn nuôi. Chuyện với mẹ cha, bạn bè, cô bác hay bên dắt tay hai đứa. À mẹ chinh như vậy, chào mấy bà. Tôi có nghe boss cả, từ bà tối qua tôi nghe Phật mấy bà, tối qua tôi nghe Phật. Ruby ngồi ngoài kia chơi vậy. Ngồi để ăn với. Mở nhỏ tí đi chạy, ok. Thì sẽ ăn ít quá nhờ. Ăn hết nha. Ok. Ăn đi về từ đây tới 10 giờ. Nhưng mà tụi nó đang nóng từ từ. Chào bà chú ạ, ngon miệng. Chào bà Thùy Dương nha. Chào tất cả mọi người ạ. Hello everyone, Wendy. Chăm con Ruby ra ngoài kia chơi rồi. Cảm ơn Hậu Cung, cảm ơn gia đình nhà mình nhiều ạ. Lâu lâu chú bà già mới la bà già.
Tối nay có gì không ạ? Đến xem. Dì Ba đại ca hả? Xin xin quá dạ, xin cảm ơn Hiếu Hiếu ạ. Có ca không đại ca hả? Nay đại ca xin quá nhường cho tôi đi. Tối nay phải mặc bị dị ứng á mọi người ơi, bị dị ứng ơi, sưng con mắt rồi. Mẹ bà quả, nên bà đẹp hú hùm thôi mới xíu dạ, cảm ơn chị ạ. Đi đời nha dạ. Rồi. Hello tất cả mọi người ạ. Sao chị không thấy em dạ, thấy Gia Lâm rồi. Chúc xíu luôn vui vẻ dạ, xin cảm ơn Tự Yên ạ. Anh đánh rơi người yêu này. Này ghép đôi hả? Không ghép nữa đâu, đừng có mệt nhức đầu. Cảm ơn Candy, cảm ơn Suki. Luôn vui vẻ vẹt được tới chị nhé. Ok. Đêm biết nhớ thương và thế là em đã biết vấn vương. Luôn happy nha đại ca. Ok bà. Đi báo thôi đại ca hả? Mới like mà báo gì bà? Không ghép bù luôn. Để coi cuối giờ nếu mà vô nhiều thời gian thì ghép. Chị đang ở phố hay ở quê? Chị đang ở Sài Gòn. Lai lâu chua dạ, mới lai ạ. Mãi cười như vậy nha đại ca. Ok. Bây giờ chị bao nhiêu kilo rồi? Dễ cưng quá trời ơi. Chị thấy em không? Thấy rồi. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn chị Hà. Nhưng người yêu xíu lắm dạ. Chị cao bao nhiêu? Chị cao 1m63. Hát bài giật giật đi đại ca hả? Nghỉ phẻ dụ xưa dương. Ừ tôi cũng nghĩ là tôi nên nghỉ phẻ đi đó. Cảm ơn Liên. Yêu xíu. Yêu họ con, yêu gia đình lớn, yêu tất cả mọi người ạ. Ai yêu tôi yêu hết. Bố ơi xin cái gì này. Mấy xíu xử ốp xử đau. Cảm ơn baby. Cha cha. Cảm ơn Nguyệt Tú ạ. Cảm ơn Nguyệt Tú ạ. Cảm ơn Mỹ Ngàn ạ. Má cái giọng cười hả? Mình hát bolero không được. Hát bolero là đi hết đó. Đâu ơi Black chị ơi. Phải xin phiếu xin dám. Thôi bà ơi bà đừng xin dám tôi. Tôi ốm lắm. Ốm kinh khủng khiếp. Ốm mà nhìn ở ngoài ghê luôn á. Chứ phải ốm bình thường đâu. Ý xíu. Dạ xin cảm ơn ạ. Hello tất cả mọi người. Hát thử coi. Hai. Hai. Hai đừng có dụ. Đừng có dụ. Đừng có dụ hoài. Mẹ yêu. Lát giữ nãy giờ đông quá hả? Đại ca 40kg. Em muốn gặp sư ở ngoài quá hả? Cuối năm này Cuối năm này sư làm một cái buổi gặp gỡ để tụi mình gặp nhau nha. Đại ca không cần hát hả? Đừng hát dương vọng yến liệt là được hả?
Kêu hát Bolero với nhân phận là đi thiệt đó nha. Hát một phát 8k còn 800. Cảm ơn gia đình nhà mình ạ. Cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã vào xem live của em. Cả nhà ơi, em có cái group hậu cung của anh Xíu á mọi người. Em có cái group hậu cung của anh Xíu. Nếu như mà mọi người yêu quý em thì mọi người tham gia nha. Ở trong bio có cái đường link đó mọi người. Trong bio có cái đường link nha cả nhà ơi. Anybody. Còn ai không thích em thì đừng vô nha mọi người. Vô mắc công bị kích á. Tôi kiếm ngăn nào vậy? Bà kiếm trong giữa 8.000 mấy con người đây chắc hơi cực đó. Too sad. And it went like this, say, oops, I got. Oops, I got. Oops, I got. Người thôi. Hello Brian. Ơi, hẹn. Kiếm ra nè. Is it a beautiful night? We're looking for something down to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eye? Or is this dancy shoes? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Yeah, love. Yeah, love. Yo, bạn mẹ nhé. Like I'm ready. 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 Who cares, baby? I think I wanna marry you. Chị, đại ca mua vàng BC ở đâu hả? Givian. Chị đang ở nhà với cha mẹ hả? Không, chị đang ở nhà với anh chị của chị. Cho chị nước.
think I wanna marry you. Làm tốt lắm bé dạ. Mừng ghê, đổ máu rồi, đổ máu được rồi mọi người ơi. Anh chàng nói hồi lòng tôi có ai bị lắc không? Xem lắc quá, tất cả mọi người đều lắc hả em? Hello yo. Dạ. Cảm ơn Candy ạ. Bà bỏ bu của tôi. Ra bớt đi rồi. Cảm ơn Kỳ Lan, cảm ơn Kỳ Kano ạ. I think I wanna marry you. Marry you. Marry you. Ta cũng lắc lên à, hơi choáng hả? Cảm ơn Candy, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Siêu nói yêu hầm đi hả? Yêu học cung. Chị bật bài nào gan gan hả? Gucci gan nha. Gucci gan. Bài nào gan gan thì là Gucci gan. Yêu bản thân hơn chị nha. Ok. Nhờ ngày hôm qua mà thương em hơn. Em cảm ơn mọi người. Đối với chuyện hôm qua em nghĩ như thế này nè mọi người. Người thương mình họ sẽ thương mình và mãi mãi thương mình và tin mình. Còn mà người đã ghét mình, mình nói cách mấy thì người ta cũng chẳng tin đâu. Cho dù mình người ta đã ghét mình rồi, có thở người ta cũng ghét nữa nên thôi. Cái gì đã rác thì bỏ vô sọt rác. Xong. My bitch love do cocaine, ooh. I fuck a bitch, I forgot names. I can't buy me no wet rain. Rather go and buy Balmain. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Cảm ơn Gucci Lock hả? Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Cảm ơn chị Thảo hả? Cảm ơn chị Liên Nguyễn ạ. My bitch love do cocaine, ooh. I fuck a bitch, I forgot names, yeah. I can't buy no bitch, no wet rain, ooh. Rather go and buy Balmain, ayy. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. My lean costs more than your rent. Cảm ơn Nguyễn Tô, cảm ơn. Cảm ơn một comment, cảm ơn một phần hai từ YouTube. Giỏi lắm em bé. Em làm đúng giỏi lắm. Dạ em cảm ơn chị Huệ, cảm ơn chị Linh. Làm chị lo chiều giờ. Giỏi cứ mãi như vậy nhé dạ. Sao còn bên toàn y quan nhà đình y coi rồi mà bà đóng sim. Tại vì mọi người tạo và sao cô không biết dạ cô ơi, nếu như mà cô cảm ơn tất cả mọi người ạ. Nếu như mà cô có thì cô tặng, cô không có thì cô ngồi cô bấm tay vô điện thoại cho con nhìn nè. Cô bấm tay vô điện thoại cho con là nó hiện cái trái tim ở đây nè. Cô bấm liên tục cho con là được. Ý đời vậy mới là đại ca của tụi em đấm chạy. Ôm em với sự xinh đẹp này quá. Quá phú nhận ở với tôi nè. Hai bà ơi, tôi có nhà rồi. I love you when you call me senorita. Mình những lúc mà yêu đời thì mình thường hay nghe mấy cái bài như Say Nắng rồi đó mọi người. Mấy bài dễ thương á, tôi thích nghe mấy bài dễ thương á. Ông quá chừng.
không thích bài gì, tôi rất thích là bà đang khen tôi hay là bà đang... Chắc là khen hả? Nghe duyên phần ấy lịch. Mãi mãi yêu chị, cảm ơn Giang Khánh ạ. Cover là bài đó chú có biết hay sao á. Mọi người yêu tôi và tôi yêu mọi người. Chúc chị mãi cười dậy nghe, cảm ơn em. Em muốn tặng quà cho đại ca thì em bấm vô màn hình mấy trăm cái giùm chị đại ca. Trường Lâm em cứ tưng 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 tưng. Qua Trường Lâm em cứ tưng 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 tưng. Chị xíu. Hử? Hồi nãy chị mà vô rồi chị thấy được cái tài năng của em à. Hôm nay em có một tài năng mới. Tài năng gì nữa? Đây, em cho chị coi nha, đợi nha. Nè, đây anh nè, nè. Nhà em muốn coi chiếc cây Đài Loan. Đài Loan. Chị mời nha. Từ từ, để coi tài năng gì, để con mở làm tài năng gì. Mở mời đồng đội của em đi mở. Đồng đội của em hả? Ừ.
Anh chị ơi, hôm nay Tường Vi bị cái quốc tế á, mọi người đi qua bển nhấc tay comment gia đình cục mỏi với em với. Thì mày vô kìa đâu em. Hello mày, mấy giờ like vậy mày? Xíu mày, mọi người, gia đình xíu mày. Hello chị Tị. Mặt Tuệ Yến mà nói. Hello cục mỏi, hello chị My, hello chị xíu xíu. Hello em. À, chị xíu xíu cho em xin một follow nha. Ok. Ủa trông chị xíu xíu giống DJ quá ta. Vậy thì thôi đóng tiền mạng chứ đóng lắm mà. Ừ, chị, em bên đội nào? Chị làm đi chay trà đĩa hay là trà đĩa sao? Chị xíu hả? Hello mọi người, hello mọi người. Trời, chị trà đĩa mà em tưởng đâu chị gửi chát không á. Cảm ơn mọi người đã follow em ạ. Đóng tiền mạng rồi nha, đóng tiền mạng rồi nha. Cả nhà ơi, đang xin lỗi đắp tắt mặt. Mọi người ơi, nhấp tay cho em ha, mọi người cho chào gì đã. Nhấp tay mọi người, nhấp tay vô mặt em ba cái giúp em nha mọi người ơi. Mi Trần sao? Trông quen quá hả? Đây nè. Ôi, tay vô mặt em ba cái giúp em nha mọi người. Cảm ơn em ơi. À, chính mất sao? Đẹp tép trông cao quá rồi. Trời đất quỷ thần. Mọi người ơi, nhấp tay cho em ơi. Chị kìa. Từ từ, để mở. Nhấp tay cho em ạ. Ủa mọi người có không? Bên cái, ôi, bên cái bấm tay ghê thế. Hình như là mấy ca view hay sao ấy. Đi kêu 12 gì. Cảm ơn Mạng Trân, cảm ơn Kim Quang ạ. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn chị. Hình như anh Oli, mọi người ơi nhấp tay cho em ạ. Thấy trên phòng báo tôi mới quen. Anh Oli ơi nhấp tay cho em với anh Oli. Đó, đấy là anh cảm tưởng đó Oli. Làm ca 2, ui làm ca 2 view hả. Nhấp tay dữ nhỏ. Mọi người cứu, mọi người sẽ kêu gì ạ. Chị hãy mấy cây 15 điểm. Oh my god. Thà tao ra đây cục mỡ. Mọi người đừng để cô bớt xỉa xói em. Cả nhà bấm tay với mọi người cho em nha mọi người ơi. Nhấp tay cho em, mình chơi hệ donate thì. Cảm ơn mọi người nhấp tay cho em ạ. Anh Tuấn anh cho xin một cái tông má được không? Mấy chị xíu, cảm ơn em. Mi Trần mời tôi để vì tôi nghèo cùng Mi Trần sao. Mọi người ơi nhấp tay. Cả nhà chưa follow em cho một em xin một follow nha mọi người ơi. Gia đình xíu mê mãi định. Rồi. Nè. Ban chiều mà tưng. Chắc là cái bài tủ rồi. Cả nhà ơi, tát thẳng với mạng 3 cái giúp em nha mọi người ơi. Nhấp tay giúp em, nhấp tay giúp em. Lại ra, làm lì đó thằng ra. Mày cho đâm 200 điểm đi lên đây. Nhà kia mỗi nhấp tay nên là đấm tay mỏ bạn luôn. Đá mơ rồi. Làm vậy ca chơi chưa được một tuần. Bị lan hả? Mừ hết chưa? Rớt khi nào cũng không biết luôn. Anh Tây. Hết lan chưa? Cảm ơn mọi người, cảm ơn Lê Trang ạ. Hello Huy. Mọi người ơi, 25 bông máy. Cảm ơn Thương ạ, cảm ơn Milo. Mọi người cho em xin một bông nha mọi người ơi. Cảm ơn Trơn ạ. Cảm ơn Trơn ạ. Cho mày tòe đi. Cho em xin 25 bông. Cảm ơn chị Hành ạ. Trực lắm, em thích. Cảm ơn anh. Anh em không ở nhà. Cảm ơn chú Bảy. Cho em xin 25 bông mọi người. Để tôi. Cảm ơn Nghệ Lan. Cảm ơn Milo. Chưa kịp gọi là hết đứa double là sao? Double mọi người ơi! Cứu vời! Bồn ơi, cứu vời! Xíu xíu mà đợi! Cảm ơn mấy mẹ mãi! Cứu vời! Lạng quá! Xíu mày! Cảm ơn Linh, cảm ơn Shemily, cảm ơn Kim Châu ạ! Đi chơi quên đóng tiền mạng! Ok chưa? Ủa? Sao chơi nhỉ? Tôi với cả đời rồi! Cục mỡ phải làm sao đây? Cảm ơn Yuna! Mùi thơ! Ủa bình thường mỡ giàu lắm mà mỡ! Sao với em? Cảm ơn mày, cảm ơn Trân. Cảm ơn Ghe. Sớm rồi tôi. Bố ra này lúc khác chị ơi. Đúng rồi, con sông có khúc người có lúc. Đúng. Cho dẹp đêm mình, tắt nhạc đi. Đúng rồi, có lúc thiệt. Cảm ơn chị Tiến Mai. Hello chị đó nè. Mày cho bà ăn xương chó là sao? Nhiều khi bây giờ em bỏ rồi em nữa ba người cho không lại. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Cảm ơn chị Lơ. Cảm ơn hai chị đó nè. Cố gắng cũng vậy. Chị xíu xíu hay là mình hay là chị xíu xíu ấy để em tư vấn chị sang đấm tôi một Dubai được không? Em trong nhà đấy là đối thủ là xứng tầm với chị trời đâu rồi. Anh nhà ở đâu thì cứu em với được không? Anh nào nhà ở đâu thì cứu em với.
em có em trong cuộc mỡ thấy lạc quan yêu đời nhấp tay giúp em ạ. Trong cuộc mỡ kiểu lạc quan giữa đám đông quá. Cả cỡ 30 được cái đồng đội nghèo mà còn vậy chứ nghèo rồi làm gì bà nội. Em ơi chị Nana. Hả chị Nana này bố đứa có quần áo sứ mặt không nhỉ? Có. Ui bà Nana này. Wow. Chào baby Nana, chào người phụ nữ giàu có của đời em. Anh nè, ủa anh nào? Anh nào? Cảm ơn Nana nhiều anh quá, đã anh follow nào? À, cảm ơn tất cả mọi người đã follow em nha. Ờ, hình như chị Nana lại đúng không? Ai đâu? Ví dụ mà, đây để em mở nhạc dây cuối đi cho nó màu mè. Cảm ơn Help Me ạ. Help Me. Mời dân mọi người ơi. Nếu mà không cứu được thì... Chị Hai. Vâng ạ. Hello chị Mai. Em lại lại này chị, em đi chơi rồi em về đây. Wow. Chị. Nếm giàu quá không. Chị lại lại đúng không? Em bay đêm này chị này. Cảm ơn anh. Mai từ giờ đến đêm này. Cảm ơn mọi người ạ. Mọi người cho em xin. Em làm cảm ơn Yellow Faki, cảm ơn Mimi, cảm ơn Linh, cảm ơn Mai Tê, cảm ơn mọi người, cảm ơn chị Nana, cảm ơn Nghệ Nam, cảm ơn gia đình nhà Cục Mỡ. Cảm ơn Mỹ Duyên, cảm ơn Sâm Nguyên, cảm ơn tất cả mọi người đã bấm tay và tặng quà giúp em. Cảm ơn cô chú, cảm ơn chị. Mua váy đẹp chuẩn bị vô chưa? Ôi trời ơi, để nó không để em báo chị nha. Chị Na để nó gần gần ống để em báo chị xem like lòi cả mắt. Nghe kêu rồi, nghe kêu. Chú nè con, chú là ai vậy? Cho cầu trang đẹp. Chú cho cầu gì vậy? Kêu gì vậy? Kèo gì mà nó... Kèo... Nói gì? Cho chồng nó kèo á. Cho chồng nó kèo ha, nghe nói hại, nghe nói bé đây này nhảy đẹp lắm. Đúng rồi. Em có nói, chị Yến nhảy rất bé đẹp. Này hả? Bé này hả? Hại. Em thấy nhảy rồi. Em cũng nhảy đẹp lắm rồi. Em nhảy cũng đẹp nữa. Trời ơi, em, chị Hải Yến, em với chị muốn quạt đi. Em có quạt. Mày muốn quạt bài thì hả mỡ? Mà học sinh bắt mũ quạt cho nó rồi. Cái gì muốn vậy? Mũ quạt cho em nhảy đẹp lắm mấy người. Em tất cả mọi người ạ. Dạ. Mình múa bài gì? Bấm kêu lại nha, bấm kêu lại nha. Múa bài Trung Quốc á. Ok. Cả nhà ơi, bấm tay giúp em nha mọi người ơi. Nhưng mà em bán camera Face ID nhận diện thế hệ mới là chị đi đến đâu nó quay lên đấy. Wow, quay 360 độ, con em quay xuống. Double, double,
có người đứng lắc cam. Đúng, thuê một người đứng lắc cam. Ê, ba ba ca là sao? Cảm ơn chị Lâm, thank you. Hôm nay mình giàu quá mọi người, mình chơi với gia đình lớn lớn đi mọi người. Hôm nay chồng tôi giàu quá mọi người. Khúc này thôi em khúc nữa hết dầu rồi. Nhưng mà khúc nữa thì là đâu đấm em đâu, mà khúc đấm em đâu. Cô mỡ ai không em mình rồi. Từ chối đó. Wow. Vậy để tí em giàu, để tí em giàu xong em sẽ kiếm chị. Chị đừng chối từ em nhỉ. Em cảm ơn Yellow Phát à. Em cảm ơn My, cảm ơn Mặt Cười, cảm ơn Tài Mày Duyên, cảm ơn Trung, cảm ơn Thuyền Linh, cảm ơn Hiền, cảm ơn Quỳnh Trang, cảm ơn Tiên Baby đăng ký trang, cảm ơn Tiên Baby. Tại sao không chịu đăng ký ra là Tiên Baby. Mình có nên mở nhạc màu cho nó màu mè không? Đây. Chị Tạ Yến ơi. Hả? 146 điểm nói nhiều. Trong Mi Trần hôm nay sống nhàn quá ha. Sao với Mi Trần chị này? Chị Mi Trần là nên bỏ Fluo Spray bạn. Mi Trần ngồi cạnh chị xíu xíu, bỗng dưng hôm nay trông nhẹ nhàng hẳn. Chứ mọi người em gặp Mi Trần ở trong tình trạng nó không được chỉnh chu cho lắm. Đầu tóc không nào cũng như là vừa đi bánh nghen đấy. Chị qua tay sạch cho em kìa chị. Hôm bữa Mi Trần bảo kê chị đó, Universe chị đàng hoàng. Khúc đấy không có em nè. Khúc đấy kiểu không có em. Đó là chết rồi. Hôm bữa may đó. Có là mình dừng lắm. Chứ tôi có là khúc đấy em chết Mi Trần đó chị. Không bánh em bảo tôi lắm chị ơi. Cổ mỡ ơi, mình làm gì cổ mỡ? Chị ơi, ngó lơ đi, chị làm gì vậy? Hay là mình làm thinh đi, làm mình làm mày đi. Làm thinh thì được, làm thinh thì em làm được. Mình lan được. Mình giả lan được không? Mình đưa bằng điểm của mình nữa mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn gia đình đại ta. Trong mặt mình Trần ghét chứ kìa. Cúi mọi người ơi. Mọi người ơi, để em. Em thổi thôi chứ không có nghĩa là em sẽ cân được. Cảm ơn mọi người, cảm ơn David, cảm ơn mọi người đã nhấc tay và tặng bông cho em. Cảm ơn gia đình nhà cục mất. Chắc là 300 điểm này mình chỉ búng mò 3 cái đi nhỉ. Chị ai cười quá. Hai thầy cho bốn mã 30 cái. Wow. Trong mặt chị xíu xíu có một cái ánh sáng rất là từ bi đó. Giàu mà từ bi là hay, là giàu truyền kiếp lắm chị ơi. Ok, last game mọi người ơi, last game ạ. À, hôm bữa bé cho em xù đầu á chị. Wow, okay. Mi Trần đã ai dò. Mi Trần hôm nay có đánh xù đầu chị lại nha. Đánh cục mỡ đừng đánh tuệ yến nha. Tại nhau ơi, tắp tay giúp em nha mọi người ơi. Tắp screen ạ. À, cảm ơn làm xú dạ. Ủa mai đầu ạ. Nha. Cũng đau nha. Cảm ơn Bích Trân, cảm ơn Jin, cảm ơn Huyền, cảm ơn Quyền, cảm ơn Linh Linh, cảm ơn Nhi, cảm ơn Huỳnh Anh Shop, cảm ơn Đê Châu, cảm ơn Phạm Thủy, cảm ơn Sang, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Không phải do người ta mạnh đâu mà là do người ta giàu đó. Nó cũng thế đúng không? Bộ đồ mi mặc là bộ đồ lần đầu hai người chơi với nhau đó hả? Ủa phải không? Đúng rồi. Vậy hả? Nay ít ôm lại kỷ niệm á. Ủa, nhạc đâu? Xưa rơi và kỷ niệm. Trong miếng nhạc đâu? Có ai không? Nhạc nhẽo gì đâu, kịch hay đi. Mình mở nhạc đâu đời cho nhạc. Cảm ơn chú, con cảm ơn chú. Mọi người nhớ nhớ tay cho em nha. Cảm ơn Mi Anh ạ, cảm ơn Thỏa Ni. Double. Cho một miếng nhạc, mình double cho làm màu đi. Ê, chú lụm xu dạo, ở nhà mình cấp mùa mạng. Chắc tay giúp em nha mọi người ơi. Mọi người cho em xin 8 bông. Dạ chú Quyến, hả chú Quyến. 8 bông 18 bông. Chú Quyến tới tên hả? Cảm ơn Baby, cảm ơn Trần, cảm ơn Trần, cảm ơn Trần, cảm ơn Vy Nay ạ. Cảm ơn
trò chuyện này. Trời, mày chơi xong nhà mình sụt keo luôn. Tao em 100 điểm để dâng nhận cho mấy người. Cảm ơn anh muốn. Cảm ơn chị Tiếp, cảm ơn Mai Quý Nhân, cảm ơn Lan, cảm ơn Sư Minh Lý, cảm ơn Mạnh Cường, cảm ơn Nguyễn Dương, cảm ơn Tạ Mỹ Duyên, cảm ơn Trung, cảm ơn Thuy Kiều, cảm ơn Mai Đạt, cảm ơn tất cả mọi người đã cảm ơn mọi người tay giúp em ạ. Em cảm ơn mọi người nhiều ạ. Đúng đúng, chị không giữ máy. Chị cả mãi định 25k đó. Cứ đại ca hát và chúc mừng sinh nhật hả? Ok. Mà nghe sao không bình thường. Trông cũng bình thường. Nhà chị xíu chơi. Cảm ơn Memory một xíu ạ. Bình thường thôi. Không sao, chị mới lại. Bình thường thôi, bình thường thôi. Bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường. Bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi. Bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi. Không sợ, không sợ, không sợ, không sợ. Giờ mới là biểu của nhau. Mỗi mình mình nghĩ xem mà mình nên trả được cái kèo gì rồi mình. Xong rồi mình đọc tên em bây giờ. Hello chú Hello, vậy. Lý. Hello Ngọc Hiệp. Cảm ơn là con rùa là Hello con. Chú vậy hay là bên mình. Dù hai ta ra đi không ngờ. Cảm ơn chú Gâu. Cảm ơn chú Gâu. Ê, cầu sốt thanh nhạc. Dưới đại ca mà đại ca mấy bài cầu Việt mix này. Bữa nay sẽ ráng lên con nha. Thank you, Cynthia. Ủa, cái gì vậy? Hello, Bena. Bị chói chói nhỉ? Hớ hả? Hôm nay ăn hớ hả? Hôm nay chị like khi nào nghỉ về ạ? Chị á. Chị đờ đờ đờ. Dạ, chú ra. Chú sư tử ra hả? Chị đang nghĩ là đến sáng mai. Tại chị cũng ngọt mấy hôm rồi. Chị còn muốn nghe tiếng sư tử. Mày thì đi chơi nè. 50 điểm mà đi chơi nè. Mắc đi chơi. Chồng 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 cảm ơn Nam đi. Cảm ơn mọi người. Nghèo nghèo quá. Mà ba ơi, mới ăn bánh tráng nữa. Trời ơi, đang đẹp chứ thấy nó nhiều quá. Nó đẹp tôi nói chị đi bà. Quế mọi người ơi. Thôi. Thôi luôn nè. Đi bù đôi mà trong số điểm rồi tôi nghĩ lại rồi. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Quên em đi. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn gia đình nhà rồi mình. Đó, em ra cảm ơn gia đình nhà cũng mất. Anh sụp đầu lên. Mỹ Trần sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để xù đầu tôi. Có ngày mình cũng được trả thù rồi mọi người. Trong Mỹ Trần giống người có thù tất báo lắm anh em ạ. Đến ngày mùng 1 đầu tháng mà sống thì mà không ăn hình dục quả. Em về nha, bye bye mọi người. Em ơi, cái tóc mới chải nãy giờ chải gần một tiếng đồng hồ xong. Chào chị xíu, chào My Trần, chào cô Mơ, chúc mừng ngày nay tôi với ba mọi người. Chào mấy bạn chị đi. Bye bye. Bye bye. Cảm ơn mọi người. Chạy. Cái. Vậy mày cười thái độ ấy, mày thái độ gì đó? Chồng mạnh quá. Mạnh quá trời luôn. Tự hào về anh không em? Em có tự hào về anh không? ngày mấy vô lại 11 vậy. Chị ngày 1 rảnh thì đi chơi ha. Chơi về khuya luôn, có gì mình đợi ngủ. Ok. Mình ngủ lại ở nhà chồng. Ok. Chà. Dụ chồng tôi vậy hả? Muốn coi trái cây quá à. Không? Muốn coi trái cây Taiwan hả? Chút nữa đi, chút nữa. Chút nữa kiểu gì vậy? Bà cũng mời chị mời em. Ok. Ôm ngủ cho ấm lắm mà. Nhiều ký mày nhiều ký. Khai thiệt đi. 50 hả? Cao nhiêu? Mét số ba. Số ba à? Ha
Là người nói gì vậy đại ca? Người thấy người ta chưa? Ngon, biển đứt tay luôn bé già ơi. Xem bà mi mắc cỡ kìa. Ngon ngon đại ca ơi. Để chết dạ, đại ca hả? Này tôi có chồng rồi nha, đừng nói nữa nha mấy ông, đừng có ý định tán tôi nha. Tôi có chồng rồi đó. Dòng một hết 8 kg rồi. Ai nói xà lô vậy? Nói xà lô quá. Let's go. Không 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 bằng không cái cây. Ạ. Đà lo. Cái luôn đại ca ơi. Bị cây của tôi rồi mấy bà. Kể cả các bị cây hả? Kể cả các bị cây hả? Let's go. Hồi nãy em mời trái cây nước ngoài không đồng ý hả? Dạ không đồng ý. Chị mời chắc đồng ý. Chê em. Em nghèo. Chê em. Ô, mưa rồi. Đại ca ráng ăn nhiều cho xinh nha. Hát đi đại ca hả? Đại ca biết BT đi chị là sao? Đi báo thù hả? Báo thù ai mọi người? Hôm bữa giờ mình đâu có thù hằn với ai đâu. Thì cậy đó chị. Thiên tối nay chín giờ 40 thì hát hả? Ok. Ừ. Bị khai không được ghim. Thôi chơi mà. Hay là mình để danh đạn chúng 12 giờ điểm mình chơi ta. Lời tốt luôn. Mình nên không? Có nên. Quên nghĩa nào. Đúng. Đúng. Thôi đi về đi, chút nữa. Chút nữa ai mời thì chị mời em. Dạ. Các em. Ừ. Dạ. Ok, là giỏi nha. Dạ. Đạn đi, ai mời thì mình chơi chứ lỡ chút nữa mình mời đã xong rồi mình mời đã xong rồi chút nữa người ta mời mình không có chơi đúng không, mình phải đi giành chứ, mệt hay bảo quá. Ừ. Cảm ơn It's Me à, thank you. Có hồi tổ đồ tứ đại mỹ nhân đi hả? Số 2 bán đồ ở đâu vậy? Phố vừa à? Anh lên từng giấc mơ ngày có em. Cảm ơn Sì Châu, cảm ơn chị. Ủa? Cảm ơn bạn Sì Châu nha bạn ơi. Cảm ơn It's Me ạ. Hôm nay là ngày 26 tháng 8. Chúc cho bạn nào có ngày sinh nhật ngày hôm nay sẽ có một ngày sinh nhật thật là vui và thật là hạnh phúc nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã đến đây chơi với em ạ. Happy bạn nào có ngày sinh nhật 26 tháng 8. Happy birthday bé mừng. Happy birthday. And the stars burn tonight. Happy birthday. Happy birthday ạ. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Mình đốt. Xong rồi, mình ướt. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. And the stars burn the night. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Lemon. Happy birthday rồi xong đến dứt. Dứt.
Cái bài này là 1 tiếng 4 phút mà mỗi lần mình nghe thì mình chỉ nghe 1 phút 33 giây thôi. Cảm ơn chị Thảo hả? Cảm ơn tất cả mọi người. Đại ca nói nhỏ nhỏ thôi cho vợ em ngủ hả? Cái vợ thức dậy coi live stream đi chứ giờ này mà ngủ mới chấm bửng mà ngủ. Khùng không? Mi tầm quen con gái hả? Cái chuối đi chồng không được, có tụt cái quần. Mọi người nhìn tôi vậy thôi chứ thiệt ra tôi kẹp cái quần này mọi người. Thấy không? Phẩm em như vậy trời hả? Em nay chắc còn năm mấy quá. 50 quá. Đại ca khỏi. Đại ca. Đại ca nhiêu ký giờ 40. Làm nết gì vậy bà già? Để dùng cái vía bộ ơi, vía gì vậy? Trí ơi, để em tôi coi thử nha. Trí ơi, cái thước đo đâu Trí? Cái thước đo đâu? Mình có cái thước đo á. Hỏi chị Thúy thử, chị Thúy để đâu, bữa để đâu? Để đo thử nha. Vía ốm hả? Tôi ốm ghê lắm mọi người ơi. 42 kia mới được ăn nhiều vào nhé. Dạ. Ai thả thính bà hả? Ok. Ủa? Sao ai kéo vậy? Ruby nó đập nào. Trời đất. Chỗ đây số mấy? Ở khăm nè, khăm nè. Ê từ từ. Ê dòng eo nem mư. Dòng eo nem mư. Lộn không đo lại đi đại ca hả? Trí ơi cho chị cái dây. Ừ cho đo lại đi chứ 50 chị cũng khó tin quá.
Thì Nem chọc thiệt mà. Đi với ai? Đi với chơi. 50 hả? 50 hơn khó tin nha. Nói ngược nào. Nói thiệt. Nói thiệt. 50 cho mày. Nói thiệt. Ê nói thiệt bay ơi. Thôi để dặn dặn ra chút 52 đi. Yên qua đo đáng lẽ là đo phải vậy nè. Đúng mà, nghe đây chứ. Ai mà đo gì ra mà đại má. Nè à, nghe nha, đừng chỉ giữ nè. Nè, 50 nè. Tám chút chiều, lên được 8. Không ăn gian. Không ăn gian. Mọi người 40 kg. Cái này là đúng 80 luôn nè. Cái này là đúng 80 luôn. Chị anh như vậy nha, ok. Chị ăn cơm chưa? Chị mới ăn rồi. Chị khỏe không? Chị vẫn khỏe mà. Phá cái lục im nhỏ rồi hả? Bằng bụng của Rui chắc luôn. Chị là thợ may để chị đo cho. Dạ ok. Chị qua chị đo cho em đi chứ em cũng không tin là em 50 đâu. Không tin. Cao bằng mi trần đó, cao bằng mi trần đó. Giọng thật bá hả? Cô Tê ghê giọng thiệt, tôi thiệt. Cái này là giọng thiệt tôi. Nói mấy bà không tin mấy bà kêu tôi giả giọng nhớ. Nhưng mà này là giọng thiệt, tôi thiệt. Nói giọng Gia Lai đi chị. Thì bình thường chị vẫn nói giọng Gia Lai mà chị đâu nói tiếng miền Nam đâu. Cái này là giọng thiệt của tôi. Tôi mà nói nãy giờ mà tôi giả giọng hay là có vài từ là tôi lái để mọi người hiểu giống như tôi là tôi nói tiếng Bình Định đúng không? Thì có một vài từ thí dụ như là từ rầu đồ này kia là tôi sẽ nói rồi. Đó, còn cái giọng của tôi, cái chất giọng của tôi á là nói như này thiệt. Tôi giả làm cái gì? Giọng hung dữ coi được à? Giọng trầm hay nữa. Ê đại ca bằng cái đuôi em. Chị tin em. Thôi đại ca khỏi giải thích rồi, ok. Lâu rồi không được xem Hoàng Thượng Dẹo hả? Giọng cười vô tri độc quyền. Giọng lúc chửi khác mà hả? Đúng rồi, chửi mà phải hung dữ luôn chứ. Chị đang ở quê hả? Có, chị đang ở Sài Gòn. Cảm ơn Smiley à, cảm ơn tất cả mọi người ạ. À. Chị nhẹ hơn em 25 kg. Là em... Chị
chị chửi em giọng chị khác lắm hả? Hôm lúc chửi giọng nghe dễ thương hơn. Chị ơi em rớt đại học rồi hả? Rớt đại học là một cái chuyện gì đó rất bình thường luôn đó em. Có rất nhiều rớt người rớt đại học chung với em. Nhưng mà em rớt đại học rồi thì bây giờ mình đi học nghề, đúng không? Mình rớt đại học thì bây giờ mình đi học nghề, còn không mình kiếm trường khác. May like rồi kìa chị, mai 10 giờ mới chơi được. Năm nay điểm giảm hả mọi người? Năm nay điểm giảm hả? Gắn vui vẻ nha chị, đâu cần phải gắn đâu em. Mình vui vẻ là mình vui vẻ chứ đâu cần phải gắn đúng không? Cảm ơn MC, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Hát bài nghe em ơi hả? Tự nhiên cái view cao cái em hát mắc cỡ quá mọi người. Tự nhiên cái view nó cao ngang em hát là mắc cỡ quá. Thôi chị gọi. Bà xứ Bình Định đúng không ta? Dạ góc xứ Bình Định ạ. Nhả vía mặt cho mọi người. Chị hát là view nó cao hơn nữa hả? Chắc không? Thôi không hát đâu, kỳ lắm. Không hát đâu. Mắc cỡ. Đừng có bắt hát mà mệt ghê. Không thích. Cũng đã mấy năm em không còn say nắng ai rồi, bởi em bận yêu cuộc đời mình thế thôi. Hằng ngày xung quanh em có biết bao nhiêu là niềm vui chờ em dạo chơi trước sân nhà, và còn thêm trên vai bao thứ em phải để tâm. Tự dưng một hôm trời mang anh đến đây, chỉ là một nàng đến miếng thành phố này nên thơ, yêu vào rồi khi thở cũng như mơ. Không phải spider girl nhưng làm cho bao ánh mắt là phải dính vào đợi theo người như tơ. Làm lại cũng lắc kè thứ em thích để em vui, hạnh vẫn là em khi bắt đầu một ngày mới. Anh nguyện ơi, đây là tất cả mọi người mới vô à. Vì mỗi khi em buồn thì tình yêu sẽ là chỉ là một ánh mắt khiến em chìm vào cơn say. Chút
Thưa đại ca, cảm ơn niệm nè ạ. À. Rồi tuyệt nhiên. Hai ba sư ơi. Em biết bây giờ. Đại ca hát hay mà mọi người. Tự nhiên cái quán quán cái máy chị giờ nó dính tùm lum. Bà có thôi đi không? Chưa bao giờ thích chị hát như lúc này hả? Bớt vẹt. Người ta chạy hết rồi chị. Ờ đó, người ta chạy hết rồi. Mở lớp thi đại học đi. Ờ, giờ người ta thi đại học hết rồi. Giờ mày kêu tôi mở lớp thi đại học.